hiện nay học Phật khó. Niệm Phật không thể giảng sanh. Vì nguyên nhân gì? Chính là không có phát tâm Bồ Đề. Thì nhất hướng chuyên niệm là giả, không phải thật. Phật hiệu thường thường thất lạc, thường thường quên mất. Vọng niệm thì luôn luôn hiện tiền. Sanh phiền não chứ không sanh trí tuệ. Cho nên, người niệm Phật nhiều mà người giảng sanh ít. Đạo lý ở chỗ ấy. Khởi tâm đồng niệm đều là đặt sự lợi hại của chính mình ở vị trí hàng đầu. Đối với tôi có tốt hay không? Tôi có bị tổn hại hay không? Họ tính toán như vậy. Mỗi người đều tính toán sự lợi hại được mất của chính mình. Thì làm sao sự nghiệp sẽ thành công được? Cho dù thành công, quý vị quan sát tỉ mỉ xem, chỉ là nhất thời, chỉ ngắn ngủi. Chịu không nổi khảo nghiệm, không chịu đựng nổi ảnh hưởng của nếp sống xã hội. Chính mình không làm chủ được. Cổ nhân đắng miệng nhọc lòng dạy chúng ta gia hòa vạn sự hưng, giờ không hòa nên sẽ không có thành tựu. Nơi nào không hòa thì lựa chọn của tôi chính là rời khỏi. Không rời khỏi thì định lực của chúng ta có hạn. Nếu định lực không thật sâu, không thể không bị ảnh hưởng. Định huệ không đủ thì chỉ có cách tìm đuối sâu, tìm nơi không có dấu chân người. Đó là hoàn cảnh tốt giúp cho chúng ta tu hành. Đạo tràng người đông, nhiều người thị phi nhiều. Thị phi nhiều thì quý vị không thể không bị ảnh hưởng. Không bị ảnh hưởng là người có công phu, có định, có huệ. Thời cận đại mà có định, có huệ thì chúng ta học theo lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài có định huệ đầy đủ. Cả đời sống ở một cái miếu nhỏ, Liệu Tranh. Cũng có 4-5 người cùng ở với nhau. Không nhất định là 4-5 người tu cùng pháp môn. Những trưởng lão ấy đều làm ra tấm gương cho chúng ta. Mỗi người tu pháp môn của mỗi người, pháp môn không giống nhau. Kinh điển nương theo cũng không giống nhau, nhưng có thể hòa thuận với nhau, tôn trọng lẫn nhau, tôn kính lẫn nhau. Thật khó có. Ca ngợi lẫn nhau, không có phê bình. Thời gian tu hành không ngắn, cùng nhau cộng tu đến 5-6 năm. Mỗi người đều có thành tựu. Tất cả 4 người quý ngài,
đều có thành tựu. Có gì tu thiền, có gì tu tịnh, có gì tu giáo, có gì tu mật, đều là pháp môn mà Thích Ca Mâu Ni Phật truyền lại. Hiểu được đạo lý này thì liền sanh khởi tâm cung kính. Nếu không rõ đạo lý này thì pháp môn của tôi thù thắng hơn bạn, bạn không bằng tôi, so bì cao thấp lẫn nhau, vậy thì hỏng rồi. Toàn bộ công phu bỏ hết thì làm sao mà quý vị thành tựu được? Trong chân tín thì chữ chân này quan trọng. Niềm tin của chúng ta đều không phải chân tín. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn còn tham luyến thế giới này, vẫn không chịu buông xuống. Phiền não tập khí vô cùng sâu nặng. Chỉ có thể nói là kết duyên với A-di-đà Phật, để đời sau kiếp sau gặp lại được rồi tu tiếp. Đời sau kiếp sau đã đợi bao lâu? Vậy phải hỏi chính mình. Nếu chính mình mà tâm hạnh bất thiện, quan niệm dục vọng rất mạnh, cống cao ngã mạn, không coi ai ra gì, luôn cho mình là đúng, những phiền não tập khí đó sẽ kéo quý vị vào ba đường ác. Khi vào ba đường ác, bất kể là súc sanh, ngạ quỷ hay địa ngục thì không cần nói nữa. Trên kinh Phật nói cho chúng ta biết, Phật không nói lời giả dối, cũng không để hù dọa chúng ta, mà Phật nói lời thành thật. Một khi đọa ba đường ác là 5.000 kiếp. Chúng ta mất thân người rồi, lần sau được lại thân người thì cần bao lâu? Sau 5.000 kiếp. Thì phiền phức quá lớn rồi. Hoàn cảnh như vậy, chúng ta độ không nổi chúng sanh đâu. Phật Bồ Tát cũng không biết làm sao, thì chúng ta làm được gì chứ? Nên điều quan trọng nhất là độ chính mình. Thực sự làm thế nào để chúng ta được vãng sanh đến thế giới cực lạc? Vãng sanh thế giới cực lạc là dễ dàng, nếu chỉ cần quý vị buông xuống được, buông xuống vạn duyên. Buông xuống từ nơi đâu? Là buông xuống từ khởi tâm động niệm. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm. Khó, quý vị đi thử nghiệm xem. Thật sự làm được không khởi tâm, không động niệm thì thành Phật rồi. Thành Pháp Thân Bồ Tát. Tức là quý vị trở về tự tánh. Không khởi tâm, không động niệm là hồi quy tự tánh. Khởi tâm động niệm là A-lại gia, là vọng tâm. Đó là sáu đường luân hồi. Khởi tâm động niệm trong sáu đường luân hồi, không khởi tâm không động niệm là thành Phật. Khởi tâm động niệm mà không có phân biệt chấp trước là Bồ Tát. Chúng ta khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước liên tục là tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì? Nghiệp luân hồi.
Nghiệp thiện thì sanh ba đường thiện, nghiệp ác thì sanh ba đường ác. Ba đường thiện, ba đường ác đều không ra được lục đạo luân hồi. Chính là việc xoay dần như vậy. Nếu quý vị thực sự hiểu rõ, làm sáng tỏ rồi thì sợ hãi. Mới biết pháp môn của Đức Di Đà này là tín nguyện trì danh. Pháp môn này cao, diệu. Pháp môn này có thể cứu chúng ta, có thể cứu tất cả chúng sanh. Trên thì độ đẳng giác Bồ Tát, dưới thì độ chúng sanh địa ngục A Tỳ. Chỉ cần quý vị có thể tin, chỉ cần quý vị nguyện sanh, chỉ cần quý vị chịu niệm câu A-di-đà Phật này, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, đừng đổi đề mục nữa. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ vào cuối đời. Sau cùng, Ngài có một lần giảng giải tịnh tu tiệp yếu do lão cư sĩ Hạ Liên Cư biên soạn cho các đồng học. Đó chính là bản khóa tụng đơn giản nhất của tu tịnh độ. Chỉ có 32 lễ. Trong 32 lễ là lễ những gì? Liên Công nói rất rõ ràng. Thế nhưng những người mới học chúng ta xem không hiểu. Nên Điềm Lão đem sách đó giải thích giảng giải, lưu truyền ra. Ngài giảng được rất tường tận. Chính là quyển sách này, Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm. Quý vị thấy phân lượng không ít. Chúng ta nên đối xử với bộ sách này như là Kinh Vô Lượng Thọ. Bởi giá trị của sách này ngang bằng với Kinh Vô Lượng Thọ. Hoàn toàn căn cứ vào Kinh Vô Lượng Thọ. Đó là quyển sách giới thiệu đơn giản nhất cho Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta muốn học sách này thì phải đọc bao nhiêu lần? Tôi khuyên mọi người ít nhất phải niệm 1.000 lần. Quý vị niệm 1.000 lần rồi thì quý vị sẽ thật thà. Quý vị sẽ nghe lời. Quý vị sẽ thật làm. Làm sao có thể làm được thật thà? Nghe lời, thật làm. Hãy niệm quyển sách này 1.000 lần. Thì từ từ nhiên nhiên lão thật thôi. Tại sao vậy? Vì quý vị đạt được A-di-đà Phật gia trì. Thì quý vị thực sự có thể thông đạt toàn bộ Phật Pháp rồi. Biết tất cả những gì Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm trong 49 năm. Đó là tiểu bản về Phật học khái yếu, Phật học khái luận. Thì quý vị sẽ quyết chắc một lòng lựa chọn tín nguyện trì danh, vãng sanh tịnh độ. Quý vị sẽ chắc chắn được sanh thế giới Cực Lạc. Phải thật sự buông xuống vạn duyên. Giúp đỡ Phật Pháp thường trụ thế gian, giúp hoằng dương rạng rỡ Phật Pháp,
giúp đỡ dẫn dắt tất cả chúng sanh vào cửa Phật Pháp. Đó đều là việc của Bồ Tát. Có thể làm sự nghiệp của Bồ Tát hay không? Không nên làm. Tại sao vậy? Sau khi làm thì quý vị dẫn vào tam đồ. Nếu quý vị không sợ đọa tam đồ thì quý vị đi làm. Nếu quý vị sợ đọa tam đồ thì không nên làm. Đến khi nào có thể làm? Khi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần mà không khởi tâm, không động niệm, hoặc là có khởi tâm động niệm, nhưng sau đó quý vị có năng lực khống chế được để không phân biệt, không chấp trước. Như vậy, có thể làm tất cả cũng không chứng ngại quý vị vãng sanh. Nếu quý vị vẫn còn, nói rõ là vẫn chưa đoạn thất tình ngũ dục, vẫn còn tham sân si mạng nghi, vậy thì không nên làm. Bởi nếu quý vị làm thì nhất định sẽ đọa tam đồ. Đây là lời chân thật tôi khuyên quý vị. Cả đời tôi đây là ở trong cảnh giới như vậy mà rèn luyện ra. Thuận cảnh, tôi nắm chắc chắn. Thuận cảnh, tôi không có tham luyến. Có thể xả, có thể buông xuống. Quý vị đồng học đã theo tôi thời gian lâu thì quý vị đều nhìn thấy được. Tôi chỉ nắm giữ câu Phật hiệu này. Tôi học Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Phải thực làm. Không thực làm không được. Thực làm thì quý vị sẽ thưởng thức được pháp hỷ. Pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Tự mình rõ rõ ràng ràng, hòa quang đồng trần cùng với mọi người. Nhưng không nhiễm một mảy may. Phải tùy duyên, không phan duyên, không miễn cưỡng. Cả đời không làm việc miễn cưỡng. Tuy nhiên, có tam bảo gia trì, có tổ tông bảo hộ, chúng tôi có những cách nghĩ, nguyện vọng gì cũng đều thực hiện được. Đó là do sức mạnh bảo hộ của tổ tông, sức mạnh gia trì của tam bảo, không phải do chính chúng tôi có đại trí huệ, có đại phước báo. Không phải. Trí huệ phước báo của chúng tôi là do đời này tu được. Pháp sư Hải Hiền là người xuất gia. Chúng tôi chưa gặp mặt Ngài. Nhưng nghe nói, điều nghe được này không phải là giả, mà là thật. Còn ai nữa không? Tôi tin là có. Nhưng chúng tôi không biết. Bởi những người chân chánh tu hành thật thành tựu,
thì họ không có tâm danh văn lợi dưỡng, nên không cần phải tuyên dương. Chỉ lặng lẽ làm gương cho người có duyên nhìn thấy. Thế nào là người có duyên? Người dùng cùng một tâm với Phật Bồ Tát là người có duyên. Tâm đó chính là Bồ Đề Tâm nói ở đây. Thể của Bồ Đề Tâm, gốc của Bồ Đề Tâm chính là chân thành. Ở đây nói chí thành, chân thành đến tột cùng gọi là chí thành, cũng chính là tâm chân thật. Chân tâm, không phải vọng tâm. Chân tâm là dạng thế nào? Người minh tâm kiến tánh liền thấy được, liền tìm nó trở về, liền đem nó ứng dụng trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, gia đình, sự nghiệp, xã hội, dùng trong xử sự đối người tiếp vật. Chân không phải giả, thật không phải hư vọng, gọi là chân thật. Cách giải thích này vẫn là không dễ lãnh hội. Tôi cảm thấy cách giải thích trong tứ thư rất hay. Nói là thành ý. Thành ý là ý nghĩa gì? Không tự lừa gạt, không lừa dối chính mình. Đó chính là chân thật. Người bình thường rất dễ lừa gạt chính mình. Lừa dối chính mình thành thói quen rồi, họ không có cảm giác. Đó là bởi nguyên nhân gì? Vì từ nhỏ không có ai dạy. Chí thành tâm là tâm chân thật vậy. Tất cả pháp thế và xuất thế gian đều phải dùng tâm chí thành mới có thể đạt được. Chúng ta đã học Phật, học được mấy mươi năm rồi, mà đạt được gì? Đây là cầu từ trên căn bản. Những điều trong kinh giáo nói với chúng ta không đạt được. Chúng ta đọc được rất thạo. Chúng ta nói được đâu đâu cũng là đạo, nhưng không đi thực hiện. Vậy chúng ta dùng tâm nào? Là vọng tưởng, tạp niệm, phân biệt, chấp trước. Chúng ta dùng là tâm như vậy. Đó là tâm gì? Là tâm phàm phu sáu đường. Học tập kinh giáo của Phật Bồ Tát cũng không thể thoát ly sáu đường luân hồi. Tại sao vậy?
bởi chúng ta dùng là tâm luân hồi. Tâm luân hồi chính là tâm sanh diệt, chính là ý niệm. Quý vị thấy, niệm trước diệt thì niệm sau sanh, niệm này tiếp nối niệm kia, ngày đêm không gián đoạn. Buổi tối nằm mơ mà vẫn đang tạo nghiệp. Chúng ta là dùng tâm như vậy. Dùng tâm như vậy mà cầu Phật Pháp Đại Thừa thì không tương ưng. Dù cầu Phật Pháp Tiểu Thừa cũng không tương ưng. Trong vọng tâm lưu xuất ra là phiền não, là tập khí. Giả lại, tập khí đó là tập khí từ du thị kiếp đến nay. Không phải chỉ đời này, mà đời đời kiếp kiếp. Đã thâm căn cố đế, không có trí huệ thì không chuyện tập khí trở lại được. Chỉ giới trí huệ quán chiếu, để chiếu vỡ tập khí. Biết rằng những thứ ấy đều là giả, không phải là thật. Mới đem nó buông xuống được. Thông thường nói tập khí có 5 loại là tham, sân, si, mạn, nghi. Mạn là kiêu mạn, nghi là hoài nghi. 5 loại tập khí này tích lũy lại từ du thị kiếp đến nay. Đời sau nghiêm trọng hơn đời trước. Dùng cách nói thời nay của chúng ta thì tập khí này năm sau nghiêm trọng hơn năm trước. Đoạn kiến tư phiền não tập khí rồi thì mới chứng A-la-hán. Mới siêu vượt lục đạo luân hồi. Quý vị biết vậy là khó. Thật quá khó. Nên A-di-đà Phật từ bi nghĩ ra pháp môn cứu độ những chúng sanh khổ nạn. Pháp môn đơn giản, dễ dàng thành tựu. Đó chính là Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông là do A-di-đà Phật kiến lập. Chúng ta dựa vào đại nguyện đại hạnh của A-di-đà Phật, học tập theo Ngài. Thì thật dễ dàng. Thật dễ dàng, nhưng cũng thật không dễ. Không dễ điều gì? Không dễ là ở chỗ quý vị đang bị phiền não quấy nhiễu. Còn dễ là chỉ cần quý vị không nhận chịu sự quấy nhiễu của phiền não, tự quý vị làm chủ được mình, thì ngay trong đời này nhất định quý vị được sanh. Đó gọi là chân tính. Trong chân tính thì chữ chân này quan trọng. Niềm tin của chúng ta đều không phải chân tính. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn còn tham luyến thế giới này. Vẫn không chịu buông xuống. Phiền não tập khí vô cùng sâu nặng. Chỉ có thể nói là kết duyên với A-di-đà Phật. Để đời sau kiếp sau gặp lại được rồi tu tiếp. Đời sau kiếp sau đã đợi bao lâu? Vậy phải hỏi chính mình. Nếu chính mình mà tâm hạnh bất thiện, quan niệm dục vọng rất mạnh, cống cao ngã mạn, không coi ai ra gì, luôn cho mình là đúng,
những phiền não tập khí đó sẽ kéo quý vị vào ba đường ác. Khi vào ba đường ác, bất kể là súc sanh, ngạ quỷ hay địa ngục thì không cần nói nữa. Trên kinh Phật nói cho chúng ta biết, Phật không nói lời giả dối, cũng không để hù dọa chúng ta, mà Phật nói lời thành thật. Một khi đọa ba đường ác là 5.000 kiếp. Chúng ta mất thân người rồi, lần sau được lại thân người thì cần bao lâu? Sau 5.000 kiếp. Thì phiền phức quá lớn rồi. Hoàn cảnh như vậy, chúng ta độ không nổi chúng sanh đâu. Phật Bồ Tát cũng không biết làm sao, thì chúng ta làm được gì chứ? Nên điều quan trọng nhất là độ chính mình. Thực sự làm thế nào để chúng ta được vãng sanh đến thế giới cực lạc? Vãng sanh thế giới cực lạc là dễ dàng nếu chỉ cần quý vị buông xuống được, buông xuống vạn duyên. Buông xuống từ nơi đâu? Là buông xuống từ khởi tâm động niệm. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Không khởi tâm, không động niệm. Khó, quý vị đi thử nghiệm xem. Thật sự làm được không khởi tâm, không động niệm thì thành Phật rồi. Thành Pháp Thân Bồ Tát. Tức là quý vị trở về tự tánh. Không khởi tâm, không động niệm là hồi quy tự tánh. Khởi tâm động niệm là A-lại gia, là vọng tâm. Đó là sáu đường luân hồi. Khởi tâm động niệm trong sáu đường luân hồi, không khởi tâm, không động niệm là thành Phật. Khởi tâm động niệm mà không có phân biệt chấp trước là Bồ Tát. Chúng ta khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước liên tục là tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì? Nghiệp luân hồi. Nghiệp thiện thì sanh ba đường thiện, nghiệp ác thì sanh ba đường ác. Ba đường thiện, ba đường ác đều không ra được lục đạo luân hồi. Chính là việc xoay dần như vậy. Nếu quý vị thực sự hiểu rõ, làm sáng tỏ rồi thì sợ hãi. Mới biết pháp môn của Đức Di Đà này là tín nguyện trì danh. Pháp môn này cao, diệu. Pháp môn này có thể cứu chúng ta. Có thể cứu tất cả chúng sanh. Trên thì độ đẳng giác Bồ Tát, dưới thì độ chúng sanh địa ngục A Tỳ. Chỉ cần quý vị có thể tin, chỉ cần quý vị nguyện sanh, chỉ cần quý vị chịu niệm câu A-di-đà Phật này, một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, đừng đổi đề mục nữa. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ vào cuối đời, sau cùng ngài có một lần giảng giải tịnh tu tiệp yếu do lão cư sĩ Hạ Liên Cư biên soạn cho các đồng học. Đó chính là bản khóa tụng đơn giản nhất của tu tịnh độ. Chỉ có 32 lễ. Trong 32 lễ là lễ những gì? Liên Công nói rất rõ ràng. Thế nhưng, những người mới học chúng ta xem không hiểu. Nên Niệm Lão đem sách đó giải thích giảng giải.
lưu truyền ra. Ngài giảng được rất tường tận. Chính là quyển sách này, Tình Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm. Quý vị thấy phân lượng không ít. Chúng ta nên đối xử với bộ sách này như là Kinh Vô Lượng Thọ, bởi giá trị của sách này ngang bằng với Kinh Vô Lượng Thọ, hoàn toàn căn cứ vào Kinh Vô Lượng Thọ. Đó là quyển sách giới thiệu đơn giản nhất cho Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta muốn học sách này thì phải đọc bao nhiêu lần? Tôi khuyên mọi người ít nhất phải niệm 1.000 lần. Quý vị niệm 1.000 lần rồi thì quý vị sẽ thật thà, quý vị sẽ nghe lời, quý vị sẽ thật làm. Làm sao có thể làm được thật thà? Nghe lời, thật làm. Hãy niệm quyển sách này 1.000 lần. Thì từ từ nhiên nhiên lão thật thôi. Tại sao vậy? Vì quý vị đạt được A-di-đà Phật gia trì. Thì quý vị thực sự có thể thông đạt toàn bộ Phật Pháp rồi. Biết tất cả những gì Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm trong 49 năm. Đó là tiểu bản về Phật học khái yếu, Phật học khái luận. Thì quý vị sẽ quyết chắc một lòng lựa chọn tín nguyện trì danh, vãng sanh tịnh độ. Quý vị sẽ chắc chắn được sanh thế giới Cực Lạc. Phải thực sự buông xuống vạn duyên. Giúp đỡ Phật Pháp thường trụ thế gian, giúp hoằng dương rạng rỡ Phật Pháp, giúp đỡ dẫn dắt tất cả chúng sanh vào cửa Phật Pháp. Đó đều là việc của Bồ Tát. Có thể làm sự nghiệp của Bồ Tát hay không? Không nên làm. Tại sao vậy? Sau khi làm thì quý vị dẫn vào tam đồ. Nếu quý vị không sợ đọa tam đồ thì quý vị đi làm. Nếu quý vị sợ đọa tam đồ thì không nên làm. Đến khi nào có thể làm? Khi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần mà không khởi tâm, không động niệm, hoặc là có khởi tâm động niệm nhưng sau đó quý vị có năng lực khống chế được để không phân biệt, không chấp trước. Như vậy có thể làm tất cả cũng không chứng ngại quý vị vãng sanh. Nếu quý vị vẫn còn, nói rõ là vẫn chưa đoạn thất tình ngũ dục, vẫn còn tham sân si mạng nghi, vậy thì không nên làm. Bởi nếu quý vị làm thì nhất định sẽ đọa tam đồ. Đây là lời chân thật tôi khuyên quý vị. Cả đời tôi đây là ở trong cảnh giới như vậy mà rèn luyện ra. Thuận cảnh, tôi nắm chắc chắn. Thuận cảnh, tôi không có tham luyến. Có thể xả, có thể buông xuống. Quý vị đồng học,
đã theo tôi thời gian lâu thì quý vị đều nhìn thấy được. Tôi chỉ nắm giữ câu Phật hiệu này. Tôi học Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Phải thực làm. Không thực làm không được. Thực làm thì quý vị sẽ thưởng thức được pháp hỷ. Pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Tự mình rõ rõ ràng ràng, hòa quang đồng trần cùng với mọi người. Nhưng không nhiễm một mảy may. Phải tùy duyên, không phan duyên, không miễn cưỡng. Cả đời không làm việc miễn cưỡng. Tuy nhiên, có tam bảo gia trì, có tổ tông bảo hộ, chúng tôi có những cách nghĩ, nguyện vọng gì cũng đều thực hiện được. Đó là do sức mạnh bảo hộ của tổ tông, sức mạnh gia trì của tam bảo, không phải do chính chúng tôi có đại trí huệ, có đại phước báo. Không phải. Trí huệ phước báo của chúng tôi là do đời này tu được. Hoàn toàn cầu cảm ứng. Tôi ở Đài Trung 10 năm. Thầy đã dạy tôi 4 chữ. Chí thành cảm thông. Cảm là cảm ứng, thông là thông đạt, không có chướng ngại. Dùng cách gì là chân thành đến tột cùng. Tâm chí thành, tâm chân thật. Là đại căn đại bổn của tất cả thiện pháp thế xuất thế gian. Học Dung nói rất hay, không gạt mình. Chúng ta không lừa dối chính mình nữa. Thì sẽ có thành tựu. Buông xuống tất cả tập khí của quá khứ, làm người mới. Y chiếu theo sự dạy dỗ của Phật Bồ Tát. Chúng ta dùng chân tâm, chúng ta không dùng vọng tâm. Phải biết chân tâm vọng tâm. Thế nào là chân tâm? Chân tâm không có ý niệm. Có ý niệm chính là vọng tâm. A Lại Da, hàm chứa chủng tử, mạt na, thì chấp chặt kiên cố. Ý thức thứ 6, giỏi về phân biệt. Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những điều này không nên dùng. Dùng những điều này thì vĩnh viễn tạo luân hồi. Đối người xử việc phải dùng tâm gì? Đem mỗi người đều xem là A-di-đà Phật hóa thân. Là A-di-đà Phật thị hiện để dạy chúng ta. Đến khảo nghiệm chúng ta, đến quản thúc chúng ta, thì chúng ta sẽ có thành tựu. Nếu tự cho rằng mình ở trên cao ngất, còn người khác là phàm phu, thì ngay cả xem Phật Pháp, quý vị cũng không hiểu, vẫn đang tạo nghiệp.
Họ tạo nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp theo họ. Họ không hiểu, ta đã hiểu chưa? Ta hiểu rồi thì không tạo nghiệp theo họ. Ta tạo nghiệp cùng với họ thì hiểu ở chỗ nào? Họ biểu hiện được tốt, ta lại ganh ghét họ. Họ biểu hiện không tốt, ta bắt nạt họ, xem thường họ. Đặc biệt là tâm nóng nảy bao chao. Mỗi năm càng bành trướng, không có thu nhỏ mà càng to ra. Cho nên, thầy giáo giỏi muốn tìm học sinh mà học sinh không có nữa. Tìm không ra. Tìm không thấy. Dần dần thầy giáo giỏi cũng không có luôn. Bây giờ có học sinh giỏi mà tìm không ra thầy giáo giỏi. Chúng tôi cảm ơn đội đức đối với thầy giáo. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không quên.